Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Điểm tin nổi bật trong tỉnh tuần từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7. Chương trình có những nội dung chính sau. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 4 tháng 7, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh về một số vấn đề liên quan đến khu Đại học Nam Cao và công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Ngày 27 tháng 9 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1748 về việc phê duyệt đề án xây dựng khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, đến nay đã có nhiều cơ sở đào tạo đăng ký khảo sát, nghiên cứu, đầu tư tại khu đại học và bước đầu đã có các nhà đầu tư đăng ký tham gia thực hiện dự án. Về chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến nay đã có 8.603 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, trong đó có 8.008 thí sinh đang học lớp 12 hệ trung học phổ thông, 595 thí sinh đang học lớp 12 hệ giáo dục thường xuyên. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu về giáo dục và đào tạo của tỉnh Hà Nam những năm qua, coi đây là buổi làm việc có tính chuyên đề, tập trung vào nội dung chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ban chỉ đạo cấp tỉnh có sự phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên để mỗi thành viên biết được vai trò trách nhiệm của cá nhân tham gia tốt kỳ thi, tránh tình trạng nhiều người, nhiều đơn vị cùng làm một việc gây tình trạng chồng chéo, lúng túng, kém hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về kỳ thi để phụ huynh, học sinh và người dân không quá căng thẳng, lo lắng. Sáng ngày 3 tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo chương trình và các nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Tại hội nghị, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo chương trình nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Theo đó, kỳ họp dự kiến diễn ra trong 2 ngày, 13 và ngày 14 tháng 7 năm 2020. Thảo luận tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với dự thảo của Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ban Cán sự Đảng Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng tình với kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đồng thời cho rằng tại thời điểm này, tỉnh không điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm mà cần tìm giải pháp kịp thời, hiệu quả để phấn đấu hoàn thành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ vốn vay, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đánh giá cao những nội dung Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chuẩn bị để trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Trên tinh thần cơ bản nhất trí với các nội dung Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, trình đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, đánh giá kỹ từng nội dung, nhất là các danh mục, các dự án thu hồi đất, quy hoạch sử dụng đất, dựa trên thực tế theo tinh thần hoàn thiện, củng cố đầy đủ các cơ sở pháp lý, đúng nguyên tắc thẩm quyền mới đưa trình Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sau đại hội điểm của Đảng bộ thị xã Duy Tiên thành công tốt đẹp, tuần qua Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo Đảng bộ quân sự tỉnh và Đảng bộ khối các doanh nghiệp tỉnh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội là dịp để Đảng bộ quân sự tỉnh và Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh đánh giá lại kết quả đạt được trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự,
quốc phòng địa phương và công tác củng cố phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp trên địa bàn trong 5 năm qua, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp trong 5 năm tới. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, Đại hội của Đảng bộ Quân sự tỉnh và Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh đều đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra, bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên. Thực hiện chương trình công tác năm 2020, sáng ngày 29 tháng 6, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Lục đã tổ chức diễn đàn Đảng lắng nghe dân nói. Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, sự tin tưởng, các đại biểu dự diễn đàn đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, cũng như đưa ra những câu hỏi, đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo huyện, những vấn đề còn băn khoăn, bức xúc liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng đảng và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Diễn đàn là dịp để lãnh đạo huyện Bình Lục lắng nghe, nắm bắt những tâm tư, ý kiến đóng góp của nhân dân để có chủ trương biện pháp xử lý kịp thời những khó khăn, đồng thời tiếp thu khắc phục những mặt còn hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị để làm tốt hơn nữa trong thời gian tới, góp phần tạo sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ với nhân dân, tạo lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Sáng ngày 29 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Phủ Lý đã long trọng tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Giai đoạn 2015-2020, các phong trào thi đua yêu nước của thành phố Phủ Lý có bước phát triển rõ nét cả về bề rộng và chiều sâu. Nhiều phong trào thi đua có sức lan tỏa mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả tích cực như lao động giỏi, lao động sáng tạo, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở. Qua đó, tạo khí thế thi đua phấn khởi hăng say trong cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân. Nhân dịp này đã có 17 tập thể và 33 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố do có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020. Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố cũng đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 và công bố danh sách 20 đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Nam lần thứ 11. Sáng ngày 3 tháng 7, Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam ngày 15 tháng 7 năm 1950, ngày 15 tháng 7 năm 2020. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang trong 70 năm qua của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, cũng như những kết quả đạt được trong công tác hội của các cấp Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh thời gian qua. Phát biểu tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Cựu Thanh niên Xung phong và lãnh đạo tỉnh bày tỏ sự biết ơn, tri ân các cựu thanh niên xung phong về những cống hiến trong thời chiến cũng như thời bình, mong muốn các đồng chí phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của thanh niên xung phong, tiếp tục cống hiến, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, động viên con cháu, cộng đồng chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương. Nhân dịp này, Trung ương Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam và đại diện một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã trao tặng kinh phí xây dựng 3 nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng mỗi nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trung ương Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam tặng quỹ nghĩa tình đồng đội cho Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh 10 triệu đồng. Sáng ngày 29 tháng 6, tại trường Trung học Phổ thông B Phủ Lý, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020. Với chủ đề Thanh niên Việt Nam sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020 sẽ diễn ra trong tháng 7 và tháng 8 năm 2020 với 5 nội dung gồm chương trình tiếp sức mùa thi, chiến dịch tình nguyện hoa phượng đỏ, chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng, chiến dịch tình nguyện hành quân xanh. Địa bàn thực hiện tập trung vào những xã khó khăn, các xã phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, tuần trước, một bệnh nhi 10 tuổi ở thôn Bích Trì, xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý bị viêm não Nhật Bản điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã khiến nhiều người lo lắng, thì tuần qua lại có thêm một trường hợp khác ở xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân mắc loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này. Theo kết quả điều tra dịch tễ của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân, trước khi đi viện 2 ngày, bệnh nhân bị sốt nhẹ, đau đầu đã điều trị tại nhà nhưng không đỡ. Bệnh nhân tiếp tục sốt cao, đau đầu nhiều hơn. Bệnh nhân được chuyển xuống điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định, sau đó lên Bệnh viện Nhi Trung ương lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với viêm não Nhật Bản. Hiện bệnh nhân đã được điều trị ổn định và xuất viện. Trong một thời gian ngắn, đã có 2 trẻ em mắc viêm não Nhật Bản trên địa bàn tỉnh là vấn đề đáng để các phụ huynh quan tâm. Hiện ngành y tế tích cực tuyên truyền về các dịch bệnh truyền nhiễm mùa hè nói chung, trong đó có bệnh viêm não Nhật Bản. Các bậc phụ huynh cũng chú ý tiêm phòng đầy đủ cho con, bởi đây là phương pháp phòng bệnh hiệu quả nhất, ngoài ra giữ môi trường sống vệ sinh. Thưa quý vị và các bạn, bản tin điểm các sự kiện nổi bật trong tỉnh tuần này của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.